Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show. Andrew Chris trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến với chương trình Andrew Chris Talk Show hàng tuần trong tuần này. Rất là đặc biệt và cũng rất là vui được tiếp chuyện và giới thiệu đến quý khán thính giả 10 ngón tay vàng tiếng đàn của nhạc sĩ Trung Nghĩa. Chào anh Trung Nghĩa. Hello Andy, anh em mình lại gặp nhau trên làn sóng nữa. Vâng. Cảm ơn Andy đã rủ rê nghĩa tới đây. Vâng. Vâng, lời nói đầu tiên là em phải cảm ơn anh và phải chúc mừng anh, là tại vì hôm nay chương trình rất là đặc biệt, được nghe tiếng đàn của anh bao nhiêu năm vẫn gọi là phải là phù thủy, vẫn thánh thoát, nhưng hôm nay đó là cái đặc biệt đó, là em muốn chia sẻ với tất cả các fan của anh, những học trò của anh cũng như là những quý khán giả yêu mến tiếng đàn của anh mấy chục năm nay đó, là hôm nay đó là phải chúc mừng anh, là tại vì anh 65 tuổi. Thì cái niềm hạnh phúc phải nói là cái nỗi hân hoan nào khi mà anh 65 mà anh vẫn trong trẻ trung, vẫn yêu đời, vẫn người ta, tươi như vậy. Người ta 65 tuổi người ta càng tuổi người ta càng giấu, nhưng mà vâng, ngược lại anh á, anh rất là vui. Vâng. Là tại vì cái tuổi này mà mình còn đi show, mình vâng, còn mình còn chơi thể thao, mình còn bạn bè, mình còn gia đình, thì đối với anh đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Vâng. Bạn bè, anh em, khán giả cũng như là học trò nó quý mình, thì là đó là một cái hãnh diện của anh, mà anh cảm ơn anh Chris đã mời đi để anh tâm sự với anh em cho cái ngày đàn của anh. Yeah. Vâng. Yeah. Nhưng mà cho em đi sâu vào đời sống đời tư anh chút xíu nha. Em biết anh có nhiều đàn, mà có một lần anh em đùa vui đó, thì anh nói là anh rất yêu mến đàn của anh, cũng giống là cái người vợ, cái hôn của em đó, cái người vợ bé của em đó, đúng không? Thì có thể nào anh chia sẻ anh có bao nhiêu cây đàn và có bao nhiêu cái người yêu khi mà anh ôm tình nhân của anh? Anh thì đàn chắc cũng, nếu mà chứng cũng không, nếu mà nhiều không nhiều, khoảng 10 cây. Vâng. Nhưng mà cái đàn á, anh vâng, không có quan điểm bán hay đàn, tại vì em hiểu không, khi mà người nghệ sĩ đó ôm cái đàn á, nó gần gũi, nó xin lỗi nhiều khi gần gũi hơn người yêu của mình đó. Tại vì em biết không, cái đàn ôm đi show rồi mưa gió rồi lăn lóc phi trường rồi, thì cái đàn nó ra một, thật ra mỗi lần mà anh bán, có phải bán cái đàn đi á, thì anh nhiều khi nó cũng xót lắm. Vâng. Nhưng mà nó có cái gì nè, nếu mà anh, những anh nhạc sĩ đó, anh hay bị người ta hỏi mua đàn lắm, người ta muốn vâng, làm kỷ niệm với mình. Vâng. Anh bán mấy cây đàn thì anh em bắt mình phải bán không? Vâng. Bán cái ký tên vô. Vâng. Anh nói giờ một ký tên đợi mai mốt tôi chết thì bán lên giá. Nhưng mà anh biết không, đó là cái vấn đề người ta quý mà. Vâng. Vâng, cái lý do mà em hỏi anh nhiều đàn như vậy là anh biết là tại vì tình cảm của cái người nghệ sĩ nó không phải là ở trong cái đàn không, mà nó còn có những cái tiếng ca, tiếng hát. Bao nhiêu năm anh đi chuyển với lại các ca sĩ là nổi tiếng, xong rồi những người ca sĩ đã người ta retire, người ta không hát nữa, xong rồi đến những người ca sĩ trẻ, thì những cái tình cảm cũng giống như là cái tiếng đàn, tiếng hát, mình càng nghe nó càng quyện vào trong tâm hồn của mình. Thì cái tình cảm giữa anh với lại những người nhạc sĩ sau 60 năm anh? Thì tôi với những, như riêng nói về ca sĩ thì anh đi show tất cả những đàn anh, đàn chị, từ cái đời anh Duy Khánh, anh Hùng Cường, vâng, những đàn đời trước đó, vâng, anh Trường Hải, vâng, những đàn anh rồi đến bây giờ, là những cái lớp trẻ, như bây giờ em thấy bớt dành danh nhiều quá mình không hết. Vâng. Thì cái lớp trẻ của ca sĩ của Thúy Nga, thì mình được cái, mà tụi anh sống trong cái gia đình của nghệ sĩ, mỗi lần anh em đi một cái chuyến lưu diễn, vâng, một cái tour, thì anh em là một nghệ sĩ, thì đó cái tình cảm nó rất là tốt. Mà tức là anh nghĩ anh đã vì lý do mà nhiều khi mình nghĩ nếu mà mình bị thai chắc nó buồn lắm. Vâng. Em không nghĩ là anh có thể nào anh rì thai, là tại vì người ta nói là một cái nụ cười nó bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu mà anh rì thai thì đâu còn tiếng cười nữa, đúng không? Nhưng bây giờ trở lại vấn đề mà sân trường nghệ thuật. Gần đây có một số bạn trẻ, những số fan của anh, đó đúng là những người mà người ta yêu đàn và người ta theo dõi anh rất là nhiều, hàng triệu viewer. Em thấy đó là những cái tiếng đàn mà anh đánh, những cái bài đàn mà gọi là nhạc mà từ trình cảm từ 60-70, anh lên đó là anh chia sẻ, có nhiều cái comment người ta hỏi anh chứ tại sao anh không làm cái video hay là một cái chương trình nào đặc biệt để anh cống hiến cho thế. Bây giờ cái
bây giờ anh không có đi dạy đàn private nữa, tại vì nó cực quá. Thì cái hoài bão của anh á là, mà anh không có muốn ăn tiền dạy đàn nữa em đi. Thành ra anh tính nói anh đi bữa nào anh giúp cho anh làm một cái loạt guitar thâu hết, xong mình phát lên đài là một. Mà cái này vừa biểu diễn mà nhưng mà tránh làm giải, đánh cho chậm cho người ta thấy, để cho các em, tại vì anh có những cái message của anh em từ khắp nơi thế giới, từ Việt Nam, từ Canada, Pháp, Úc rồi đó, thì muốn mình không thể nào đi đến tận nơi, thì anh muốn để lại cái chút gì cho tất cả anh nhạc sĩ, thì chỉ có bằng cách bây giờ, nhờ cái thời đại bây giờ, thời đại hiện đại hải điện thì em biết không, em để lên thì mọi người được coi. Mà thì anh nghĩ là cái cách tốt nhất để mà anh để lại cái gì chút xíu gì cho những, anh chỉ nói riêng là nhạc sĩ thôi, chứ anh không dám nói sao nhạc sĩ guitar thôi. Về guitar thì bây giờ tất cả những cái em đều nó rất là giỏi, nhưng mà có thể cái kinh nghiệm nó giống không giống như anh, tại vì anh đã quá lâu trong năm rồi, thì anh muốn chia sẻ cái đó nhiều hơn. Chứ còn bây giờ mà khi mình dạy đời một group giờ 10-20 người, nó chỉ 10-20 người thôi. Thành ra anh muốn bữa nào anh em mình sẽ ngồi lại làm một loạt, anh thâu rất là nhiều bài guitar tốc chậm, mà em nhờ máy, hai ba máy em thâu, em lấy finger rồi thì để mình mới bỏ lên YouTube, mình bỏ lên đài, thì anh nghĩ cái cách đó thì một cách để mình để lại cho anh em, mà mình giúp chút xíu gì cho cái thế hệ đàn em. Tại vì bây giờ cái thời đại bây giờ nó rất dễ là chuyển tải cái đó đến cho người ta, mà hồi xưa thì khó lắm. Em thấy không, mình phải đắt cái đàn anh nhau, em cũng khó lắm. Bây giờ mình trở lại 60 năm, anh sẽ có một cái chương trình gì gọi là để cho tất cả các anh em, là tại vì tất cả các ca sĩ em nghĩ là rất là muốn hát và lại tiếng đàn của anh, rồi muốn trình diễn chung với anh, thì chắc anh phải có một cái đêm nhạc nào để mà anh ra mắt, hay là sum họp anh em lại xong rồi anh ngồi anh đàn quay quần tất cả các nhạc sĩ, các bao nhiêu kỷ niệm phải không anh? Anh trước dịp này thì anh có cái buổi họp mặt anh em, nhưng mà phải xin nói trước khán giả là không phải, nó rất là bực lượng riêng tư, tại vì anh chỉ thí dụ như vợ chồng em hay là những người bạn trong nghề và những gia đình, chứ còn mới mà ra anh có bán vé được. Mấy hôm nay khán giả người ta hỏi mua vé, anh không dám bán, là tại vì anh không dám bán, vì hiện giờ anh có 30-40 ca sĩ đến chơi với anh, thì anh muốn làm một buổi để mà anh gặp anh em rồi đánh biểu diễn chơi rồi đấy, nhưng mà nó không thể làm buổi thương mại được. Thành ra nói là nói chơi cho khán giả, giờ khán giả có thương anh cũng không có cái nhu cầu để anh bán vé, tại vì anh không làm được, đúng không? Tại vì ca sĩ anh bây giờ hôm qua list anh nhìn thấy chóng mặt luôn mà em biết không, mà thì anh muốn cho anh em có lên chơi và anh đàn cho mọi người hát để anh quay một cái clip làm kỷ niệm, nhá không đó. Thì em đi biết không, là chứ còn biểu bây giờ bán vé này chết thì không rồi. Thí dụ trong lúc bảo để lên báo Việt Thai là nói chúc mừng sinh nhật anh á, thì người ta gọi, người ta nói tôi muốn lấy bàn hai bàn, nói dạ xin lỗi bây giờ tôi không có bán vé, người ta muốn lại người ta chơi, tôi nói anh cũng không dám cho nữa, tại vì nếu mà lại thì cái bàn nó không đủ, đúng không? Tại vì chỉ có bạn bè nghệ sĩ người ta tới là người ta mình mời người ta ăn uống, anh em phụ tiền ăn uống mình để chơi, nhưng mà buổi vui lắm, anh biết là sẽ vui lắm. Hiện ra anh đừng nghĩ để quay được bữa nào để bỏ lên. Vâng, em rất là vui là được mời anh ghé qua cái ống kính của hệ thống đồ nền VBS, tuy là nó rất là nhỏ nhưng mà nó đi rất là xa, thì tất cả những bạn cũng như là những fan của anh bao nhiêu năm thì sẽ biết được. Ok, đó là một cái hạnh phúc của anh. Bây giờ cho em đi lùi về trước 75 chút xíu. Trước năm 1975 thì anh lúc đó anh còn trẻ, và lúc đó thì anh sinh hoạt ở cái nhà trẻ ở tại Sài Gòn. Mặc dù là trong cái thời gian mà chinh chiến như vậy, nhưng mà gọi là nhạc trẻ nó rất là, phải nói là sôi nổi trong cái thời gian đó, là cái thời vàng son, đúng không? Em thấy cái thời đó là thứ nhất, cái điểm đầu tiên á là anh em tụi mình nói chung đó, không có phải nặng nợ vấn đề cơm áo. Hiểu không? Em đồng ý không? Đúng, đó mình ăn cơm cha mẹ, mình đi chơi, mình lấy tiền bỏ túi, mình vô tư không trả tiền nhà, tiền xe, không bảo hiểm, không tiền. Thành ra đó, lúc đó đối với anh cái thời đó là thời đẹp nhất. Không? Tất cả những anh em mà cùng thời, anh như cả ông Tuấn Ngọc, anh Phương, rồi Huy là cũng đồng ý với anh, thật ra vui quá, tại vì chỉ có đi biết đi đàn rồi về thì chứ sao. Thì đó là cái hạnh phúc của cái thời đó. Bây giờ không có tìm được, anh đi không? Anh nói mà anh còn quên chuyện, bây giờ mình phải nặng nợ là trả tiền cho bà xã nữa. Là thì bởi vậy, bây giờ rồi trai support được cái gì được. Thôi bây giờ mình quên cái chuyện trai support đi. Bây giờ cái vấn đề là nhạc.
Ok, sau bao nhiêu năm thì em nhìn lại những cái hình mà ngày xưa mà đại nhạc hội ở Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn năm 72, 73, 74, vâng vâng, đó là cái thời vàng son. Và anh ấy thì rất là gầy, anh ôm cái đàn jazz, xong rồi nhiều cái phải nói là cái chữ ký như là những cái comment nói là ô anh Nghĩa sao quá đẹp trai, nhưng mà cái thời gian đi qua now and then. Ok, ngày xưa cho tới bây giờ thì bây giờ anh không biết bao nhiêu. Anh sẽ chuyển mấy cái một bài tấm hình cho Andy. Vâng. Nói xong Andy có thể nào được chút cái chuyện nói chuyện, Andy clip vào bài tấm nha. Vâng. Yeah, chứ sure. Anh chuyển qua email cho Andy, Andy. Yeah. Andy clip lại, Andy bỏ lên cho khán giả thấy rằng hồi xưa mình ốm như cò ma vậy. Bây giờ anh cũng không phải là cò tây đâu, không? Anh cũng vẫn phong độ, nhưng mà gọi là nhiều cái comment nó nói vậy nè. Cái bí quyết của anh làm như thế nào mà để cho cái người anh nó không có thay đổi nhiều, nếu mà những người khác mà đến cái tuổi của anh thì nó fading, ok, nó sẽ tàn phai đi nhiều không? Có phải chăng đó là nhờ gọi là cái ngón đầu? Thứ nhất là anh không có nhậu nhẹt, vâng. Không hút lá, vâng. Cái đó đầu tiên, vâng. Anh thể thao, yeah. Tennis, vâng. Anh sống không có bận tâm suy nghĩ nhiều. Vâng. Thế không, anh chỉ tập trung đi giữ sức khỏe rồi đi làm rồi chơi với bạn bè, thì anh đó là cái anh thấy biết. Cái may mắn của anh là tới bây giờ là không có xài một cái cận thị. Vâng. Không có uống thuốc, dùng thuốc nào hết. Vâng. Đó là anh nghĩ đó là hạnh phúc rồi. Vâng. Trong khi nếu mà em không có giữ sức khỏe thì em tính cái tuổi này nó cũng căng lắm à. Vâng, đúng vậy. Em có thể nói một chuyện đời tư của anh chút xíu không? Nếu anh cho phép. Em có một lần em nghe một ca sĩ rất là thân của anh, ok, đó, thì chị nói rằng là anh yêu đàn đó hơn là anh yêu yêu cái gì của anh đó, một cái tình yêu, một cái gì đó, nghĩa là anh nằm anh ngủ anh cũng ôm đàn, cái điều đó có thật không anh? Cái đó có một lúc thật nhiều, có lúc kia đó anh bị mà cái bàn bị đó, nó điên khùng đi, em có thể tưởng tượng nói tất cười, vậy. Anh đi toilet anh cầm đàn luôn. Okay. Thì có giúp có lúc mình cảm thấy á, tại vì em biết trong cái vấn đề âm nhạc đó là gì, the more you learn you realize the less you know. Wow. Càng học mình thấy càng biết ít, right. Quá, yeah. Thành ra mình thấy không nhiều đủ, hồi xưa có lúc mình anh bị crazy luôn, right. Mà anh đợn sáng đi mà vợ trước anh bà điên luôn mà, right. Biết không, okay. Tại vì thì ra cái thực ra nó cũng dài đúng đâu, biết không, right. Mà đều ở cái thời điểm đó thì nó vậy thôi, vậy. mình không có làm khác được, phải không, vậy. Mà cái tính anh đam mê, thí dụ sau này anh chơi tennis anh cũng mê ra sân rồi lăn lóc rồi gió sương rồi đang thùi phải không, vậy. Thành ra em biết không, từ cái tính cái nghệ sĩ là cái tính đam mê, yeah. bây giờ thì anh chỉ còn có đam mê đàn thôi, vâng, ok. Rất là vui, ok, chúng tôi sẽ trở lại xong.